Hi, xin chào bạn nhé. Hôm qua mình bận quá nên mình không test qua con Canon G15 cho bạn xem được. Hôm nay mình xin quay qua cho bạn xem về con G15 này nhé. Đây, mình đang để ở chế độ mờ nhé bạn nhé. Tốc độ là 160, khẩu của nó là 5.6 và ISO là 250 nhé bạn nhé. Đây mình xin zoom lại cho bạn xem này. Đây. Đấy, bạn thấy nét chưa? Đấy. Để tí mình chụp thử mấy kiểu cho bạn xem nhé. Đây. Ở đây ánh sáng nó không được đều lắm. Đây, mình chuyển qua cảnh khác này. Đấy, chuyển ra đây nó lại màu khác. Ánh sáng tự nhiên. Đấy, tiếng ô tô đấy. Này lấy nét nhanh phết đấy bạn. Đấy. Xin zoom kịch lên nào. Đấy. Xóa phông mù mịt bạn nhé. Đây. Con này thì bạn làm vlog thì quá ok. Đấy. Này, zoom hơi, hơi sâu nên nó lấy nét hơi chậm. Nói chung mình quay mình để chế độ mà mình đặt máy cố định thì vẫn ok. Đây, có vết xước nhưng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh đâu bạn nhé. Này. Để tí mình up lên YouTube cho bạn xem. Đây. Nét không? Xóa phông mù mịt luôn nhé. Ok. Hai, chào bạn nhé. Đây mình quay thêm một chút về. Nét không? Quá nét luôn.